đây là những cái chai mật ong đấy. Những cái chai này là những cái chai trung ngâm để xoa bóp các bạn, xoa bóp mà như kiểu thì đau gân này, rồi đau lưng này, rồi xương khớp, mỏi gối, mỏi vai thì các bạn có thể mua những cái chai này về để bóp nhé. Những cái chai này là những cái chai thuốc lam được người ta ngâm rượu các bạn, ngâm bằng rượu rất là nặng luôn đấy, để phục vụ là để chủ yếu chữa dòng xương khớp nhiều, rất là nhiều thứ được để bán ở chợ phiên. Anh kia anh có cái lanh rất là dài. Cái lanh lợn, anh đeo cái lanh lợn rất là to và dài đó. Và ở chợ thì người ta cũng mua luôn cả những chiếc đài đó nhé. Đài này thì do Trung Quốc sản xuất các bạn. Đài này thì người ta bán ở chợ. Và người ta trong quá trình người ta đi làm lương ấy, người ta mang theo đài để người ta nghe các bạn. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo trên kênh Tết Bác OK. Hiện giờ em Lịch đang có mặt ở trong chợ Cốc Ly các bác ạ. Chợ Cốc Ly là một phiên chợ của thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bác nhé. Thì phiên chợ này người ta đã bày bán ra rất là nhiều mặt hàng như trâu bò rồi, dê, chó, lợn, gà rất là nhiều luôn. Bây giờ em Lịch đang đứng ở khu vực chợ trâu các bác. Thì hôm nay em Lịch sẽ đi ghi lại hình ảnh phiên chợ Cốc Ly ngày hôm nay để cho các bác cùng theo dõi để xem chợ Cốc Ly này người ta sẽ mua bán giao dịch rồi giá cả trâu bò hay giá cả dê chó như thế nào các nhé. Rồi ok, giờ mời tất cả các bác cùng theo chân em để đi khám phá phiên chợ Cốc Ly nhé. Đây, những quả vải rất là ngon các bác này. Bà con này bán rất là đông. Vải rồi lê được người ta bày bán ở chợ rất là nhiều các bạn. Đây là quả gì ấy à cô? Quả gì đấy ạ? Dâu da. Dâu dâu da. À cái quả này ăn chua chua ngọt đấy phải không ạ? À vậy. Ngon nhỉ? Rồi cho xin quả. À, đây các bạn, đây là quả dâu da đất các bạn nhé. Đây quả dâu da đất đúng không ạ? Rất là ngon. Vâng, dâu rừng ấy. Ăn ngọt mà. Vâng. Thế còn đây là có quả của quất hả bạn? À. Đây là quất phồng bì đúng không ạ? À, ngon rồi bà nhỉ. Đây là quất phồng bì bán ở chợ các bạn này. 10.000. Sang bên này thì cái chỗ này người ta bán chuyên hàng rau và thảo dược các bạn này. Rau và thảo dược đều bày bán rất là nhiều ở chợ các bạn. Ở đây là toàn những cái cây thuốc quý các bạn nhé. Người ta bán ở chợ. Còn sang bên này thì là cái chỗ này là người ta đang tập trung để mua cá các bạn, cá sông. Cá sông được bán ở chợ rất là nhiều. Cá này cá sông hết à hay cá ao anh? Cá sông. Đây xuống. Rất là nhiều các bạn, cá sông ở chợ. Ui. Ai à? Em cũng bị nó bắn hết rồi mặt thế này. Làm được cá. Cái này cho bán hết rồi chỉ đây. Có xe máy, có ô tô, có các loại chìa khóa. Như kiểu họ đang chuyển chỗ các bạn, có nghĩa là cái chỗ này không phải là cái chỗ để người ta bán sổ đó nhé.
người ta đang phải chuyển đi một cái chỗ bán khác. Rất là đẹp, những cái chổi này thực sự là đẹp cực kỳ luôn. Ở chợ này thì được họp vào hôm thứ ba hàng tuần, thứ ba này người ta sẽ đi họp chợ các bác nhé. Đi họp rất là đông vui các bác. Kia là những chiếc yếm các bác, những cái chiếc yếm này người ta dùng cho để đệm trẻ con các bác, đệm trẻ con đang sau lưng. Chiếc yếm này thì đang có giá chợ đang khoảng dao động từ 800 đến 1 triệu một chiếc các bác, khá là đẹp. Mỗi một chiếc yếm thì nó sẽ có một cái họa tiết hoa văn thêu khác nhau các bác nhé, không gần như không có chiếc nào giống chiếc nào luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy tuy là cùng là một màu đỏ luôn nhưng mà cái họa tiết hoa văn của mỗi người thêu nó sẽ là khác nhau, rất là đẹp luôn. Đấy, còn đây là những cái túi đựng tiền này các bác, túi đựng túi ví đựng tiền và đựng điện thoại. Đấy, được người ta thêu rất là công phu và tỉ mỉ các bác, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, những cái túi này đang có giá khoảng 100.000 một chiếc các bác nhé, 100 đến 120, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, còn xuống đây thì đây là những cái tay áo các bác, đây là những cái váy áo này, cực kỳ đẹp này. Nói chung quần áo của người Mông người ta làm nó công phu luôn các bác, công phu và rất là đẹp luôn. Ở dây này thì chủ yếu là người Mông nuôi nhiều các bác. Ở trên trong chợ Cốc Ly này thì chủ yếu là của đồng bào người Mông các bác. Mông người ta nuôi rất nhiều. Ôi em ơi, con em nó cầm tiền cả thằng rơi ấy. Nó bỏ ngoài tí lại rơi mất. Cầm chắc rồi nhá, cầm tiền rồi cầm chắc nghe chưa. Em bé này là theo mẹ chợ. Hai con dê quang, hai con dê đen là lâu lâu. Ở dê này thì người ta nuôi ở trên lùi đá các bác ạ. Khi là ít thì người ta lùi chuồng ấy. Xong rồi đến phiên khoảng người ta sẽ thả ở trên núi thì khoảng 2-3 ngày người ta sẽ lên người ta thăm dê một lần. Để xem là dê nó có đẻ hay chưa các bác. Rồi đến phiên chợ thì người ta sẽ mang dê xuống bán, người ta sẽ tuyển cái con nào to đạt tiêu chuẩn rồi người ta mang đi bán các bác. Dê rất là nhiều ở chợ luôn, các thương lái cũng là nhà bà con đang buôn bán ở chợ rất là đông. À, đây cũng là một cái cụ dê tiếp theo các bạn. Cụ dê này thì khoảng mấy tuổi chú nhỉ? À đây. Ô, 3 tuổi mà đã lên cụ rồi à? À đấy ạ. Cháu tưởng nó phải tầm 15 chứ. À đấy ạ. À. À. Ừ, có nghĩa là nó dạng kiểu như thế này này các bác này. Có nghĩa là cái vòng đời của nó càng ngắn ấy thì là nó khi nó đẻ ra và nó sinh ra nó càng nhanh lớn, nó càng nhanh phát triển ấy thì là cái vòng đời của nó sẽ càng ngắn đi các bác. Đấy. Con này khoảng tầm 3 tuổi mà đã lên dê cụ rồi các bác ạ. Khá đẹp luôn. Con này đang rơi khoảng giá 10, giá 11 các bác ạ. Những chú dê này ở ra chợ nó rất hay là đọ sừng các bác ạ. Rất hay là đọ sừng với nhau. Nhìn rất là đẹp các bác ạ. Đây là dê này như kiểu là vẫn là cùng một đàn thôi các bác. Vẫn là cùng một đàn nhưng mà nó vẫn chọi nhau. Chú dê là sừng dài hơn là chú già hơn các bác. Còn chú màu vàng đậm hơn là chú dê non hơn các bác nhé. À.
Đồ vẫn còn chim nguyên nha, ở đang à. Anh ơi, chú xin chào. Đến đây trong chợ Cúc Ly này các bạn, thì người ta bày bán rất là nhiều chó các bạn. Chủ yếu là những cái dòng chó bản, chó ta các bạn. Như hai chú này đang có giá là bao nhiêu một chú hả anh? Mỗi một chú 2 triệu. À vậy ạ. 2 triệu cơ à? Chó gì mà ác này? Chú mà đi lùm hả? Đi lùi từ chân không? Chân đấy à? Đúng rồi. 2 triệu một chú à? Hàng nhỉ? Bên này cũng hàng chó rất là đẹp. Ôi mấy con anh ngủ qua đây. Con này nó là cái giống gì hả anh? Giống á? Không biết được. À, dạ. Để xem à, con kia có huyền đề nhỉ? Con kia hai chân sau có huyền đề. Hai con này huyền đề tất kìa. Mình chẳng phải dân chơi chó, mình chỉ là dân nuôi chó. Mình chỉ là dân nuôi thôi. Chẳng biết được. Vâng. Hoạt động buôn bán hàng động vật ở chợ thì diễn ra rất là nhộn nhịp các bạn, bởi vì mùa bán rất là đông. Các thương lái rồi các du khách người ta cũng đến tham quan phiên chợ này cực kỳ nhiều các bạn. Người ta sẽ đi mua lợn cắp lách rồi mua trâu rồi người ta đi mua cả dê nữa các bác nhé, cực kỳ là nhiều luôn. Bà con người ta đi mua lợn này rất là đông các bạn. Đây là mình thương chị kia, chị đang cầm là con lợn cắp lách các bác nhé, khoảng 25-30 cân. Lợn cắp lách bây giờ đang có giá ở chợ khoảng 100-120.000 một cân các bác, tùy theo cái mức độ nó lợn nó càng già thì giá nó sẽ càng cao các bác. Còn nếu mà lợn nó non hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Đây là cái chỗ chợ trâu mà khi các bác nhìn từ trên cao xuống các bác nhé. Những cái chú trâu béo mú múp được bà con dân tộc người ta đi bày mang đi chợ để bán. Đấy. Ở trên những cái chợ phiên miền núi như này thì gần như tất cả mọi thứ thì đều có mặt ở chợ hết các bác nhé. Trâu bò, lợn gà rồi dê chó. Đấy, người ta đều mang ở chợ để bán hết. Tất cả mọi thứ thì đều có mặt ở chợ. Đấy, khi bà con muốn mua cái gì thì đều phải ra chợ để mua các bạn. Vì ở trên này thì mọi thứ thì nhiều khi nó vẫn còn rất là hạn chế các bạn. Đấy, nó không được đầy đủ như những khu vực miền dưới. Đấy, người ta muốn bán trâu hoặc người ta muốn bán lợn thì người ta cũng phải mang ra chợ, vì là nhà ở những cái quả núi khác nhau ấy, nên là những thương lái người ta không thể tìm đến để người ta thu gom được các bạn.
Lên khu vực trên là chợ thì trâu và bò được người ta mang đi chợ bán rất là nhiều các bác ạ. Ở đây những cái chú bò rất là béo và đẹp luôn các bác, được mang chợ để chờ khách đến mua các bác. Thì đợt này thì trâu bò đợt này thì Trung Quốc người ta vẫn chưa thu mua các bác, thì là giá cả nó sẽ không được cao và trâu bò nó sẽ không được chạy như bình thường đâu nhé. Rất là nhiều trâu và bò đẹp được bày bán ở chợ luôn. Đây sang bên này cũng toàn là trâu này các bác. Thì bà con rồi thương lái người ta đi mua trâu và bán trâu rất là đông. Nhưng mà trâu đợt này vẫn rất là đang ế các bác nhé, ế khách. Nói chung là đợt này thì Trung Quốc nó vẫn chưa ăn đấy, nên là trâu không thể đi được có nhiều các bác, nên là giá nó không được cao. Các bác thấy những chú trâu ở chợ khá là đẹp luôn. Như chú trâu này thì chắc là khoảng tầm gỡ 4 tuổi, hơn 4 tuổi một chút các bác. Đây là một chú trâu cái các bác nhé. Có cái cặp sừng khá là ngắn luôn các bác. Đấy, sừng rất là ngắn luôn. Mà chú trâu này tỏ ra rất là thân thiện các bác. Nhìn thấy em ra cầm máy quay hắn ra hắn làm quen luôn. Đấy. Rất là thân thiện luôn. Chú trâu này thì bé các bạn, chú trâu này chắc chỉ khoảng tầm 3 tạ rưỡi đến 4 tạ thôi, chứ không được to mấy đâu. Trâu cái thì bao giờ nó cũng không được to bằng những cái chú trâu đực các bạn. Trâu đực thì bao giờ nó cũng sẽ to hơn. Đấy, bên này là những cái chú trâu cặp mẹ con này, người ta xích riêng gọn ở một chỗ các bạn. Nên là người mua đi chọn trâu nó cũng sẽ dễ hơn các bạn nhé. Ở đây có nghĩa là một cái con trâu đực mộng em nghĩ là đang là to nhất chợ ngày hôm nay các bác, nhất cái khu chợ phiên Cốc Đi ngày hôm nay. Chú trâu này khá là to các bác, cao khoảng 1,5 m, dài 3 m các bác, rất là to và dài, có một cái bản sừng cực kỳ là to luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác. Đây là trâu đực mộng các bác nhé. Chú trâu này mà làm trâu kéo thì nói chung là hết ý luôn các bác, cực kỳ to đẹp. Thì đến với phiên chợ Cốc Ly này thì phiên chợ Cốc Ly này thì cách Lào Cai khoảng tầm 50 km các bạn, cách Bắc Hà thì khoảng 15 đến 20 km. Còn nếu mà các bác mà di chuyển từ Hà Nội lên thì các bác di chuyển mất tầm khoảng 370-380 km các bạn, cũng khá là xa. Nhưng mà cái phiên chợ Cốc Ly này nó cũng làm ở đường quốc lộ các bạn, nên là đi thì đi lại nó cũng thuận tiện, đường nó khá là dễ đi các bác, nó đường không xấu đâu các bác. Chỗ này là người ta thuê để bán lợn các bạn, thuê người dân, có nghĩa là người ta sẽ hiểu như này các bạn này, có nghĩa là chủ lợn ấy, có nghĩa là người ta sẽ rất là nhiều lợn đấy, và người ta sẽ đi chợ, người ta thuê người dân để người dân mang đi bán các bạn. Đấy, thì ví dụ chẳng hạn như lợn người ta sẽ bán lại cho người để đi bán hộ ấy là 80.000 một cân. Đấy, còn người bán thì sẽ bán được bao nhiêu thì người bán là sẽ hưởng. Đấy, đại loại kiểu như vậy các bạn. Đấy cũng là một cách bán hàng rất là thông minh các bạn. Cửa hàng 39.000 ở chợ đang rất là đông khách các bạn. Đấy, bà con đang tập trung ở đây để tìm mua những cái sản phẩm ưng ý. Những cái lồi xoong niêu chảo, những cái rổ sắt, rổ nhựa inox, rồi mọi thứ đều là 39.000 hết các bác nhé.
Vậy thôi các bác nhé, thời lượng video này của em thì cũng khá là dài rồi, thì em cũng xin kết thúc video tại đây và lại gặp mắt về video tiếp theo trên kênh. Nếu các bác xem kênh nhớ đăng ký theo dõi ủng hộ em để em có thêm động lực làm những cái video về trở thiên các bác nhé.